Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà hoang, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện tà thuật để rồi hại người. Nó khiến ra hại mình đó cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu nghĩa địa này đi cả nhà. Thì cái khu nghĩa địa này như cả nhà mình theo dõi kênh của Lê Trung thì cả nhà mình cũng biết rồi. Ở tại đây thì Lê Trung cũng đã giúp khá là nhiều những cái vong linh rồi. Và hình như là ở nơi đây có một cái gọi như là một phong thủy rất là tốt đối với các vong linh. Nơi đây thì vong linh về rất là nhiều luôn cả nhà. Lê Trung đã vào trong đây cũng khá là nhiều lần rồi. Và hầu như là khoảng 80% những lần Lê Trung đến đều gặp vong linh. Chỉ có một vài lần là Lê Trung đến không gặp thôi. Không phải vong linh dữ thì cũng là vong linh hiền. Không phải vong linh bị chết oan thì cũng là vong linh đang phải trả lại những cái nghiệp mà mình đã gây trước đó. Bởi vậy thì nơi đây có thể nói như là nơi mà Lê Trung giúp nhiều nhất trong cái con đường mà Lê Trung đi tìm kiếm các vị vong linh để giúp đỡ. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết ở khu vực của Lê Trung bắt đầu nó có hạn. Năm nào cũng vậy đó nha. Vào cái tháng 7 này thì sẽ có một cái đợt hạn hán ở khu vực Lê Trung. Sẽ có một cái đợt hạn hán rất là nóng. Cả nhà mình nhìn thông qua cái camera mà cả nhà mình thấy cái ánh nắng nó gắt, gây gắt cỡ đó là cả nhà mình biết rồi. Nắng như thở mà không nổi cả nhà. Bữa nay đi quên đem cái nón nắng gì muốn khủng, muốn nứt cái đầu. Nắng kinh khủng chứ. Cây này sao thấy hình như nó có âm khí nó phớt ra đây ta. Để Lê Trung sẽ đi qua bên đây coi cả nhà. À đúng rồi, có một cái luồng âm khí nữa ta. Nó đang tích tụ về. Đúng rồi, nó có dòng đang tràn ngầu trong kia này. Cây kìa. Làm cái ngầu trong đó chi trời. Nghe thấy không? Xin chào. Hello. Cái gì vậy? Hả? Muốn nghỉ gì? Đang làm gì vậy? Ấy giờ còn hỏi. Ngồi bên đây coi cái hướng nào có cái mùi đồ ăn nó bay về đây không? Đừng đi theo cái hướng nó kiếm ăn chứ làm gì? Ồ, ai chỉ cách này độc à? Nào giờ đi ở dưới không hà, kiếm không có để đi lên cây đây coi. Coi có bắt mùi được đồ ăn ở đâu không?
Dữ gì sao? Rồi, nãy giờ bắt mồi được cái gì chưa? Có nghe được cái mùi gì đâu. Ngồi từ hồi nãy giờ luôn, không có gì hết trơn. Ngồi lâu chưa? Ngồi lâu rồi, 2 tiếng rồi. Trời. Cũng đôi gì lắm. Mà để coi có cái hướng nào để mình đi kiếm không? Vậy đó hả? Rồi, nhịn đói bao nhiêu lâu rồi? Đói thì đói hoài chứ. Mà nay cũng 13, 14 ngày gì rồi, chưa có gì ăn hết đó. Dữ vậy đó hả? Nè. Rồi sao mà... tới đây lâu chưa? Mới tới đây cũng được 2 tháng rồi. 2 tháng rồi. Rồi mấy hôm nay tôi tới đây hoài luôn rồi sao tôi không thấy? Trời ơi, không thấy là phải. Đi suốt chứ có lâu lâu mới về đây một lần thôi. Chỗ này chủ yếu lâu lâu về trú ngủ vài bữa rồi cũng đi tìm chỗ khác ở. Nói nghe nè chứ có thể nào leo xuống đây biến xuống đây đứng nói chuyện xíu không chứ ngốc lên vậy hồi mỏi cổ quá. Chịu hết nổi à? Xuống dưới làm chi? Ở trên đây tôi đang đi kiếm hướng đồ ăn mà xuống dưới đó rồi không có rồi sao? Vậy thôi. Vậy? Thôi bây giờ xuống đây đi tôi bày ra tôi cúng cho. Tôi có đem theo nè, khỏi kiếm chi mất công. Hả? À, nói sao? Nói lại nghe coi. Cái gì? Tôi có đem đồ ăn theo nè. Hả? Thiệt hả? Ừ. Thiệt. Hả? Ừ. Sao? Ăn không? Ừ, được. Rồi bây giờ mỗi cổ quá. Giờ xuống đi chứ. Hay là sao? Hay là giờ ẩn xíu đi chứ để tôi bày ra tôi cúng rồi tôi mời xuống ăn chứ. Ừ, thì vậy cũng được đi. Chứ chơi gì ông ngồi cho nó rồi ông ngồi trên đầu tôi sao tôi ngồi đây, ông ngồi trên đầu tôi sao? Ừ, vậy để tôi biến đi. Ừ, vậy ẩn đi rồi chừng nào tôi cúng xong tôi mời ra dùng nha. Ừ, được. Rồi ẩn đi. Trời, tiêu à. Nhanh dữ. Để lấy chung sửa cái càm lại, cái này chung đặt cái bàn lễ này cho cái dòng này cái nha. Leo lên cây đánh ngồi đứng mà nhắm hướng kiếm đồ ăn. Đi kiếm còn chưa ra nữa, lên trên cây ngồi nhắm hướng lại chứ. Ui quá mũi gì nó cắn muốn chết rồi. Bữa nay thì nói chung là tiếp tục cấm con trai với bánh nha cả nhà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đối khác lạnh lẽo vất vưởng trên cái cõi ta bà này, thì con cũng mong các ngài ông hoan hỷ cho vị vong linh mới vừa xuất hiện ra cho con thấy ra đây nhận hưởng những phần lễ này. Để giúp cho mấy đo lòng ấm dạ, đỡ đó lạnh. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật.
thiệt. Đồ thiệt. Còn có cá nhang nữa. Ngon rồi. Cũng có được phần cơm nè chứ. Ngon á. Ui, ngon quá. Ngồi trên cây á, tưởng nó coi cái hướng nào có cái gì ăn không, không có. Mà cái này kia, giờ cái này vớt vác lại cũng được. Cũng được no bữa nay à. Ngon ha. Cũng được, cũng im lắm, cũng ngon lắm. Thơm quá, cái hồi nó thơm ghê luôn á. Cơm này được nè, ngon nè. Cầm chay á, chứ không có thịt thà gì đâu. Mà ăn cũng ngon lắm. Trời ơi, nhiều đây thì cũng đủ lắm rồi. Mình á, đi kiếm đồ ăn á, cầu còn không có nữa kìa. Cũng chi mà chê khen cái gì. Có nhiều đây ăn là ngon lắm. Cũng no nữa. Cái này cái tháng 7 rồi mà sao á, đi kiếm đồ ăn cũng ít nữa ta. Với lợi á, mình á bắt được cái hướng đó thì mình lợi đó thì á có được ăn gì đâu, mấy dòng kia ăn hết trơn à. Tại mình chậm mình trễ quá mà. Ủa sao mà còn được bởi vậy, chỉ nói luôn có gì đâu hả. Chứ nhịn đói hồi bữa tới nay á, có được cái bữa này nè cũng im lắm á, cũng được lắm á chứ. Giờ mình thấy rồi, càng ngày mình đi kiếm đồ ăn càng ít mà vất vưởng lang thang sao khổ quá. Phải chi mình được đi siêu thoát hay là chuyển kiếp gì cho rồi đi cho nó khỏe. Còn cái này mình ở lại cõi này có cái gì đâu ăn uống gì đâu.
sao lại cái, hay là cái số mình nó đi không được cho nên mà mới dứt dưỡng lang thang gì hoài. Mình á cũng siêng lắm, không có quản ngại mà mưa nắng nữa. Mình đói là mình đi kiếm à, mà cái số mình nó không có được hên cho lắm, bởi vì đi kiếm đồ ăn ít xỉu, lâu lâu mới được một lần. Sao mấy thấy mấy cái dòng kia kìa, sao hên quá à. Kiếm đồ ăn có liền liền luôn á. Xin chào. Tôi cũng chào ông. Sao rồi, cơm nước bánh tái rồi này kia ăn ngon không? Ngon. Đổi á, thấy được đồ ăn vậy nè, tuy là cơm chay á, nhưng mà tôi ăn ngon quá. Tôi cũng không có chê khen gì hết á. Bao nhiêu lâu rồi mới được bữa nó ngon lành vậy? Lâu lắm rồi. Vậy đó hả? Nhớ là gần cả năm rồi á. Rồi dông mất cách đây lâu chưa mà cả năm rồi mới được ăn lại lần ngon lành vậy? Tôi mất được 7 năm rồi. Rồi dông mất cách đây lâu chưa? Dông mất lúc bao nhiêu tuổi? Đó mất có 18 tuổi hả? Trời, mất trẻ như vậy hả? Dông tên gì? Tên Phát. Rồi lúc đó quê dông ở đâu? Quê ở Sóc Trăng. Rồi dông mất lúc mới 18 tuổi còn trẻ vậy thì không biết là do là dông bị tai nạn hay là dông bị bệnh mà mất? Không có phải. Chứ sao? Bị ông già ruột, ông quánh mạnh tay quá rồi mất luôn. Trà Phật. Rồi vụ cha của ông ổng có nhậu nhẹt gì không hay là ổng như thế nào tự nhiên ổng đi đánh ông tới chết như vậy? Có nhậu đâu. Trời ơi. Ổng nóng lên rồi ổng quánh mà cũng có cái nguyên nhân nữa. Đâu cái nguyên nhân gì mà tới dẫn tới ổng đập ông chết gì có thể ông kể tôi nghe được không? Chứ đã thường ông bà mình hay nói là cọp dữ không cọp mà còn không ăn thịt con mà sao là người cha lại có thể nở ra tay mà đánh chết con ruột của mình. Ông có phải con ruột ổng không? Con ruột chứ ai nữa, chứ đâu phải con nuôi đâu. Ồ, vậy là có nguyên nhân gì? Cũng do cái tuổi mới lớn đó đó. Tò mò. Mà một phần thì cũng cái bà mẹ kế nữa. Sao? Thấy tôi với bà lén lút qua lại với nhau. Bà mẹ kế rồi ông già ổng phát hiện vậy đó. Rồi ổng tức quá, ổng quánh. Trời ơi. Ông quánh tôi tới nỗi chết luôn đó chứ. Rồi sao không đi làm chuyện gì kỳ đời với vợ
vợ của ba mình mà ông cũng làm vậy được. Tại tôi biết sao không, hồi đó 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 ba với mẹ tôi cãi lộn với nhau. Ừ. Rồi mẹ tôi thôi ba tôi. Ừ. Đi cặp với người khác ở, rồi cái đi hai người dẫn đi đâu mất tiêu luôn. Ba tôi ở vậy nuôi tôi. Ừ. Ông cũng làm rồi cũng tích góp được của cái gì đó. Ừ. Cũng có cái nhà ngon lành lắm. Rồi cái ông mới đi tìm vợ. Ừ. Về để ở, chứ ở vậy mình chịu gì nổi. Ừ. Với lại không có người thì phụ trong nôm cơm nước đồ này kia chứ đó. Ừ. Rồi cái ông mới đi kiếm đi, sao cũng kiếm được bà mẹ kế. Ừ. Mà bà này thì lớn hơn tôi có 10 tuổi hả. Ừ. Vậy là lúc đó là bà hai mấy tuổi? Ờ, mà bà tôi thì lúc đó hả, ông làm quá rồi, ông già trước tuổi hả. Ừ. Ông mới có 58 tuổi hả, mà nhìn ông già dữ lắm. Ừ. Tóc bạc hết trơn à. Ông được mấy anh em? Được có một mình tôi hả. Ờ, vậy là ba ông chắc cũng có vợ trẻ hả? Phải. Ừ. Thì sao nữa? Thì ông nuôi tôi lớn lên đó. Ừ. Cái năm mà tôi cũng 17 tuổi rồi đó. Ừ. Rồi bữa đó tình cờ tôi đi ngang phòng của ổng á, tôi thấy ổng với bà mẹ kế hai người đang ục ịch với nhau đó. Ục ịch là gì? Thì đang giao phối với nhau đó mà. Giao phối gì nội, con người mà ông làm kêu giao phối ghê cha. Đang quan hệ hả? Ừ. Ừ. Nói cho nó lịch sự xíu là giao phối được không? Mà cứ năm ba ngày cái thấy một lần, năm ba ngày thấy một lần, mà ổng sao kỳ quá, ổng mỗi lần mà quan hệ với bà mẹ kế được không có khi nào đóng cửa hết trơn á. Ừ. Ơi, tôi nói hả, tôi đi vô tình á, tôi gặp hoài luôn vậy đó. Ừ. Mà biết rồi á thì tôi cũng phải tò mò, tôi gần tôi coi coi làm sao chứ. Ừ. Tại cái tuổi của tôi lúc đó thì đang tìm hiểu nữa mà. Ừ. Rồi tôi thấy vậy đó, cái tôi cũng ước được như vậy nữa. Ừ. Nhưng mà ha, tôi đâu có quen đứa nào đâu, đâu có quen nhỏ nào đâu mà được như vậy. Ừ. Bữa đó là cái tôi mới mượn tượng ra, tôi ở trong phòng của tôi á. Ừ. Tôi mới tự xử luôn. Trời. Lúc đó hết chịu nổi rồi. Ừ. Tôi tự xử đó. Ừ. Sao bà mẹ kế bà đi ngang bà thấy, rồi cái bà đi vô bà nói: "Trời, con làm gì hả, sao con tự xử vậy?" Ừ. Trời ơi, lúc đó hết hồn hết vía hết trơn rồi, giật mình quảng hồn, chụp cái quần mặc vô liền. Ừ. Rồi lúc đó hả, ngại cứng mình luôn, biết nói gì nữa giờ. Ừ. Rồi bà mẹ kế bà mới nói: "Trời ơi, lớn rồi con đừng làm vậy, giờ con kiếm người yêu đi, rồi quan hệ với người yêu để cho biết được cảm giác, chứ làm vậy là sau này bệnh hoạn dữ lắm đó." Ừ. Rồi lúc đó bị bắt bài rồi thì cũng im im cười với nó, nói dạ đồ này kia vậy đó. Ừ. Rồi tôi tính tưởng đâu là bà mẹ kế bà đi ra không hà. Ừ. Rồi á, lúc đó rồi cũng đi ra khát nước, cũng đi ra uống. Mà sao tự nhiên đi cậu bơ hú vật gì tự nhiên dấp đi, mấy nhào vô người bả vậy nè. Ừ. Rồi đè bả xuống luôn. Bả cứ tưởng đâu là tự nhiên tôi nhào lại tôi ôm bả thôi. Ừ. Rồi lúc đó cái bả tấn công tôi luôn. Trời ơi. Là bả quay ngang, bả lụm ông luôn. Thì bà tấn công tôi đó, rồi bà hung hít, bà làm kích thích đủ thứ hết trơn đó. Ờ. Lúc đó gặp tôi là trai mới lớn nữa. Ừ. Rồi tôi đáp ứng nhu cầu lại liền. Ừ. Bữa liền tôi đâu có sợ đâu. Ừ. Rồi tới chừng hốt xong rồi cái bà mới cười, bà nói mới nói: "Trời, đúng là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu ha." Cũng dữ ha, làm cũng sướng dữ. Ừ. Cũng phê dữ, xeo đồ nại đồ dữ ha, ai dạy vậy. Ai dạy đâu mà dữ à. Ừ. Lúc đó đâu có dám nói, thấy tại ông già mình ổng cũng làm vậy đó. Ừ. Cái là bị trang theo vậy đó, rồi cứ cười im im không hà. Ừ. Rồi từ đó trở đi cứ lâu lâu cứ năm ba ngày cái
hoặc 2-3 ngày gì đó. Ừ. Canh canh không đi mận đó, lén lút vô phòng hốt bả. Ừ. Cũng được đó. Cả năm vậy đó mà không đâu có hay đâu. Trời ơi. Sống chung nhà mà ông lụm vợ ổng cả năm trời mà không hay luôn. Bởi vậy. Ừ. Bữa đó nó ăn biết rồi, nó quen, nó mòn răng rồi. Ừ. Thì á cứ mò qua hoài. Ừ. Đó sao xui mò qua bển á, đang hốt bả đang. Ừ. Làm ngon trớn đồ này kia hả, bả hả, bả gên là bả la làng dữ lắm. Ừ. Nói trời ơi con á, con làm đã thiệt chứ. Ừ. Phải như cha con ổng già rồi, ổng yếu rồi, ổng giờ ổng làm đâu được có mấy phút là ông là ổng yếu xìu, ổng đi ngủ à. Ừ. Không có làm cho gì được thỏa mãn sung sướng gì hết trơn à. Ừ. Chỉ có con, có con mới lắp được cái phản trống thiếu thốn đó của dì. Dì thương con lắm. Ừ. Con á với dì á lén lút qua lại hoài luôn nha. Ừ. Rồi á lúc đó thì á tuổi trẻ mà sung sức làm dữ lắm, cả tiếng đồng hồ luôn mà. Ừ. Xui làm sao, ông bữa đó ông đi mần, ông mệt đó, ông về. Ừ. Rồi ông tắm rửa ở đằng sau hè đâu có hay, rồi ông mới đi vô phòng ông nằm. Ừ. Ông vừa vô ông thấy trời ơi, ông la lên, ông nói trời ơi đi mần mệt về mà gặp cảnh này nữa là chết rồi. Ôi ơi cái thằng kia mày làm gì mà vợ tao vậy. Lúc đó bị phát hiện rồi. Ừ. Cũng sợ ổng quánh lắm rồi cho nên mới ớ nói con mà nói không nghe thành tiếng gì đó. Ừ. Rồi lúc đó hả bà mẹ kế đó bà mới quảng hồn, bà lấy cái mền bà trùm lại liền. Ừ. Nói trời ơi anh ơi thôi anh tha lỗi cho em nha, tại anh không có thỏa mãn được cái nhu cầu của em á, em thì còn trẻ mà anh thì cũng lớn tuổi rồi. Ừ. Anh làm một lần có được mấy phút mà không có được thỏa mãn em. Trời. Cho nên là em mới đi tìm tới thằng nhỏ này nó thấy nó vậy đó chứ nó hả mạnh mẽ dữ lắm. Ừ. Lên giường hả nó sung sức, nó hăng máu lắm, nó giống như là con ngựa non vậy đó, nó chạy hoài à. Ừ. Còn anh á không có được cái gì hết trơn á, tôi anh tha lỗi cho em nha, em biết lỗi rồi, từ giờ trở đi em không có làm vậy nữa đâu. Ừ. Em sẽ toàn tâm toàn ý nghe lời anh, em phục vụ anh. Ừ. Anh nên tha lỗi cho em lần này nha, em lỡ dại. Lúc đó hả trời ơi ổng nóng lên mà ổng tức dữ lắm, ổng mới chửi tùm lum hết trơn á. Ừ. Ổng mới nói trời ơi uổng công tao cưới mày về đây, tao thương yêu mày, tao cho mày sửa sạn đồ này kia, đồ đủ thứ kem phấn đồ này kia, tao mua cho mày xài đá luôn. Bây giờ cái mày ăn ở không, cái mày gửng mở, cái mày đi mày với thằng con tao đi lại ăn ở với nhau có được không. Ừ. Rồi còn cái thằng kia nữa, vợ của tao chứ bộ, còn mày muốn vợ thì mày đợi vài năm nữa đi rồi tao cưới vợ cho về, mày muốn tha hồ muốn làm gì mày làm, còn cái này á của tao mà mày cũng động chạm tới nữa hả mày quỷ nhỏ. Ừ. Tử số bây giờ tao bẻ cổ mày bây giờ. Ông thì cái tánh ông hung dữ, bởi vậy tôi sợ ổng lắm. Ừ. Trời, tôi cũng năn nỉ ổng, nói thôi ba ơi con lỡ rồi, ba đừng có la mắng con nữa, con biết tội của con rồi, thôi bây giờ có gì thì chuyện trong nhà mình từ từ nói, chứ ba mà chửi quá rồi đi làm vậy nữa là rủ như hàng xóm biết rồi đưa cái mặt đi đâu nữa. Ừ. Ông mới nói mày làm bậy thì mày nhột với người ta chứ tao có làm bậy đâu. Ừ. Còn bà kia nữa. Ôi ôi tôi cưng bà nhân trứng mà hứng như hứng qua vậy đó. Mà bà lỡ mà bà phản bội tôi nữa. Bữa nay á tôi cho hai người biết tay nè. Ông nhào lại ông quánh bà. Ừ. Ông quánh đầu hai bà tay gì đó. Sao mà thấy máu miệng gì nó chảy ra, tại ông tán mạnh lắm. Ừ. Rồi tôi thấy vậy tôi xót đó, tôi mới can ra, tôi nhào lại tôi ôm bả. Ông không cho ông đánh. Rồi cái ông mới nói, trời ơi, đã tới thời nước dày này rồi mà còn ôm ấp nữa hả? Mày, hôm nay mày tới số mày rồi. Ừ. Rồi ông mới
nắm tay tôi gỉ tôi ra nè, tôi mới té bật gọng vậy đó. Rồi ông mới nói, mày á không có thoát được tao đâu, bữa nay mày tới số mày rồi. Rồi ông chụp được cái cây ở đâu ở ngoài cửa, cây gác ngang cái cửa gỗ á. Rồi ông quất tôi, ông quất tôi bụi lên đầu lên cổ vậy đó, quất làm sao trúng cổ cúc đi. Rồi ngẫm luôn, ngẫm luôn đó chứ. Đó là một cái sự gọi như là một cái sự trả giá cho cái dục vọng, cái tà dâm của mình. Không không có ổn đâu, ông chết không có quan đâu mà ấy. Trời ơi. Thua ông luôn. Vợ của ba mình mà ông cũng tẩm luôn, tôi ghê thiệt chứ. Rồi sau khi mà ổng đập ông vậy rồi ông ngẫm vậy rồi ổng sao? Ổng cũng đã bị chịu tội rồi chứ sao mà thoát khỏi được. Cũng vì cái dục vọng của ông mà khiến cho là gia đình tan nát. Ông thì mất mạng, ba ông thì tù tội đó. Rồi thêm một người phụ nữ kia. Người phụ nữ đó cũng dữ à. Con của chồng cũng lụm luôn, ghê thiệt. Phải nói là ông với bà mẹ kế của ông là xứng đôi vừa lứa luôn á. Trai tài gái sắc luôn. Tại bà thiếu thốn, tôi thì đáp ứng cũng giống như là mình giúp đỡ người ta vậy thôi. Mà ông làm vậy sao đúng, tại vì đó là vợ của ba mình. Tuy ra là vợ sao, vợ nhỏ của ba mình, mẹ kế của mình. Nhưng mà đó cũng là một cái bề trên của mình rồi, một cái người lớn của mình trong nhà rồi. Mà mình làm vậy thì nó cũng đâu có được. Mình đừng có đỡ thừa là cám dỗ hay không cám dỗ, thì mình đừng đỡ thừa là cái người đó, cái người phụ nữ đó họ cám dỗ. Họ cám dỗ mà ông ở trong tâm trí của ông không có thèm khát thì làm sao mà cám dỗ không được. Đúng không? Ví dụ cho cái bà kia bây giờ là bà rù quến ông luôn đi. Bà qua bà khiêu gợi, bà kích ứng ông luôn đi. Nhưng mà ông cái tâm ông là trong cái tấm lòng, trong cái tâm tưởng của ông là không có suy nghĩ tới cái vấn đề mà muốn là có được mẹ kế thì làm sao mà ông lại làm được cái việc đó, đúng không? Thì tôi cái lúc đó cái tuổi mới lớn mà cũng tìm hiểu học hỏi nữa, cho nên nó nhìn thấy những cảnh đó kích thích dữ lắm. Ở trong đầu chỉ nghĩ tới cái đó không à. Bởi vậy đúng làm rồi. Sao mà vượt qua được. Đúng rồi, ông bà mình dạy không có sai chứ nào, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, rõ ràng. Thôi thì nói chung bây giờ cái việc của ông kể như vậy thì nói chung thì tôi nghĩ chắc có lẽ là ông vì mà thấy ba mình quánh mình như vậy để cho mình mất mạng rồi bắt đầu quán hận ha, tức tưởi là không chịu cái đầu là kết cái quán khí về, đúng không? Rồi không đi đầu thai được cái gì. Thì cũng tức chút chứ sao không tức. Nhưng mà ông suy nghĩ là ông tức có đúng hay không, cái việc làm của ông đâu có đúng đâu mà ông tức đó. Tức làm cái gì bây giờ, tức cái gì? Ông là đúng ra phải nói là ông còn cũng sai trong đó chứ nữa, chứ không có đúng đâu mà tức. Thôi bây giờ thì mọi việc bây giờ nó đã xảy ra như vậy rồi, cái việc làm của mình như vậy là nó không có đúng, mình đã làm sai rồi thì thôi ráng đi về chùa để tu đi, chứ bây giờ là mình ở ngoài này rồi mình ôm giữ cái oán hận cái gì, mình có đúng đâu mà mình oán hận. Mà bây giờ cho dù mình đúng thì mình cũng oán hận cũng được cái gì đâu, mình đã làm một cái hồn ma dắt dưỡng rồi. Nó quan trọng là bây giờ là mình làm sao như thế nào đó để mình giải đi cái nghiệp, cái quán nhiều đời nhiều kiếp mình gây ra trên cái cõi ta bà, để mà mình nó là có được cái cuộc sống nó an yên tự tại, nó thanh tâm an lạc kìa. Chứ giờ mình quán làm cái gì, mình quán mình hận rồi đi là không có đầu thai được, cái dắt dưỡng lang thang khắp nơi, chịu đói chịu lạnh, chịu sợ hãi, trốn chui trốn nhủi trong những nơi là âm u như vậy đó. Vậy là phải đi về chùa tu để giải nghiệp quán hả? Chứ sao, bây giờ về đó đi thì có các sư các thầy người ta chỉ cho mình học cái giáo lý. Giáo lý là cái giáo lý nhà Phật, nó con đường Phật dạy, để cho mình đó là mình hiểu ra được cái vấn đề mình sai ở đâu đó, rồi mình nên làm cái gì, cái việc mình làm như vậy là nó đúng hay là nó sai đó, rồi là mình có nên làm như vậy hay không, hay là cái việc mình làm như vậy là nó liên quan tới nhiều cái hệ lụy như thế nào đó, để mình biết được, mình tránh mình né ra. Chứ bây giờ trời ơi, mình không lẽ mình vô minh một hai kiếp thôi, chứ không lẽ mình vô minh hoài. Mình càng vô minh thì mình càng khổ. Bởi vậy về đó đi, nhưng mà hồi nào giờ đâu có biết, đâu có biết là phải được đi về chùa để tu đâu, mà cho nên cứ
gài đây mai đó hoài. Tại vì trước giờ ông đâu có ai đâu mà để chia sẻ trong những cái vấn đề này, cũng không có ai mà dẫn dắt trong cái con đường tu hành. Có ngày hôm nay thì cũng đã đủ duyên với Phật pháp rồi, thôi bây giờ để tôi giúp cho đi về chùa tu đi nha. Ừ, được á. Ừ, về đó tu đi rồi mình sẽ hiểu được cái vấn đề, rồi là mình biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm nha. Ừ, đó là con đường sang tu phải đi thôi. Rồi, chắp tay lên đi. Rồi niệm giúp tôi 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi, để tôi sẽ đưa cho đi về chùa để mà về đó ráng tu hành. Nhớ thì kiếp sau mình có sống mình làm một cái con người cho nó chín chắn đàng hoàng chút xíu. Mình là một thanh niên, mình làm cho nó đúng cái việc của thanh niên cần làm, chứ không phải mà vì cái tài dâm dục vọng để rồi là mình mang lại nhiều cái phiền phức cho xã hội nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi cả nhà, thì ngày hôm nay khi mà Lê Trung đến cái khu nghĩa địa này để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên để Lê Trung giúp đỡ cho họ, thì ngày hôm nay Lê Trung lại bắt gặp được một cái câu chuyện tâm linh nó cũng khá là đáng để chúng ta suy ngẫm về cái vấn đề này. Cái vấn đề của ngày hôm nay đó thì như cả nhà mình thấy rồi, tại vì cái cậu trai trẻ này sống trong một cái môi trường kiểu như là ba và mẹ kế là cứ liên tục là quan hệ với nhau, nhưng mà để cho cái cậu con trai này nhìn thấy rồi á, là đang trong cái tuổi ăn tuổi lớn thì phải kích thích cho cái cậu trai này để mà cậu trai này là tò mò tìm hiểu đó. Đó là một cái vấn đề cũng khá là lớn đối với cha mẹ đó, các bậc cha mẹ đó. Đó, mình làm cái gì mình muốn con mình nó tốt, nó giỏi thì mình phải làm cái gương nó để cho con mình học theo, nó noi theo. Còn cái này mình đi làm những cái việc mà thầm kín của vợ chồng như vậy mà mình để lộ ra đó cho con cái mình nó nhìn thấy như vậy, thì con cái mình trước sau thì nó đang trong cái tuổi ăn tuổi lớn, tuổi học hỏi, thì nó sẽ bắt chước mình liền. Ví dụ như mà cái người cha mà đi, thí dụ như người cha mà làm công việc tốt, việc thiện tối ngày, thì con của mình nó cũng sẽ nhìn theo và nó sẽ bắt chước mình nó làm. Còn người cha mà ăn tối ngày đi quấn lộn quấn lạo rồi đi phá làng phá xóm thì người con nó cũng vậy thôi, cũng học theo cái cách của người cha người mẹ. Trong cái trường hợp của cái vong linh này cũng vậy, cha với mẹ kế thì cứ quan hệ cứ để là phơi phới lộ như vậy để cho con cái nó thấy nhiều lần quá thì bắt chước, thì nó sẽ bắt chước theo. Rồi cuối cùng đó là đó, liên quan hệ lụy tới rất là nhiều việc, ví dụ như là nó lụm luôn vợ của ổng. Rồi gặp bà mẹ kế thì lại là dục vọng tài dâm quá cao, nó thấy con đang tự xử nhào vô hốt luôn, bỏ già không bỏ nhỏ không tha mà. Rồi thì cái video ngày hôm nay thì cái câu chuyện tâm linh thì nó cũng như vậy. Cả nhà mình xem nãy giờ thì cả nhà mình cũng đã hiểu rồi, thì Lê Trung cũng không có muốn nói nhiều nữa, nói nhiều quá thì nó mất hay. Để cả nhà mình xem rồi sẽ có một cái sự nhìn nhận nào đó trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Rồi đến đây thì Lê Trung xin phép khép video lại tại đây. Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.